Tiếp theo chúng ta tiếp tục thực hành đối với công ty thương mại và cho hóa đơn bán ra là hóa đơn số 147, bán hàng là thép tấm 5 ly, chúng ta xuất 70 tấn, chúng ta bán hàng cho công ty là đầu tư xây dựng Nguyễn Tân, và chúng ta có xuất hóa đơn và biên bản giao hàng là ngày 31 tháng 3 năm 2021. Thì đối với hóa đơn trước đó là hóa đơn 146 thì chúng ta đã thực hành trên phần mềm là chúng ta căn cứ là chúng ta xuất dạng là ở trên thì chúng ta sẽ là liên quan đến vấn đề là tồn kho, còn ở dưới thì chúng ta sẽ tổng hợp cho cái phần là doanh thu, chúng ta chỉ ghi nhận có một lần mà thôi, tức là doanh thu thì chúng ta gộp, còn giá vốn thì chúng ta sẽ tách ra từng hàng. Và các bạn có thể là thực hành trên cơ sở là bán hàng chi tiết giống như trường hợp ở trên. Thì ở bài này thì ở hóa đơn 147 thì chúng ta sẽ thực hành đối với công ty thương mại, nhưng mà chúng ta sẽ thực hành là phần là giá vốn, phần doanh thu thì chúng ta chi tiết, còn giá vốn thì chúng ta cũng có thể là tổng hợp một cục và nó không cần thiết là phải tách ra nhiều. Thì ở đây là chúng ta có hóa đơn số 147 thì chúng ta sẽ căn cứ vào hóa đơn 147 thì cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải sang sheet VAT để chúng ta kê khai thông tin trên hóa đơn để làm gốc. Và sau đó là chúng ta sẽ phải khởi tạo thông tin người mua hàng. Thì chúng ta sẽ khởi tạo thông tin công ty Nguyễn Tân ở đây. Và sau khi các bạn đã có thông tin công ty Nguyễn Tân thì đối với danh mục là danh mục khách hàng thì các bạn tạo máy hàng ở bên này, và cái nhóm có cái mã đối tượng là 131 thì chúng ta là mã của người mua hàng, chúng ta bán hàng ra thì chúng ta ghi nhận những người này. Và sau đó chúng ta về sheet VAT, chúng ta ghi copy vào cái phần VAT tương ứng. Và sau đó các bạn là dùng cái hàm VLOOKUP để các bạn dò tìm bên đây một khách hàng. Thì ở bài trước, các bài trước chúng ta đã hướng dẫn. Và ở đây thì chúng ta là bán thép là thép tấm 5 ly. Thì chúng ta có thể là lấy cái thông tin trên hóa đơn để chúng ta thực hành. Và giá trị tiền thì chúng ta sẽ lấy căn cứ ở đây là giá trị tiền là 1 tỷ 197 triệu. Thì chúng ta cũng sẽ lấy thông tin tương ứng và cái phần VAT. VAT ở đây thì nó 10%, thì chúng ta là có thể quét kéo nó sang rồi sau đó chúng ta xóa số 0 đi thôi, hoặc chúng ta có thể copy trực tiếp trên cái phần là hóa đơn để chúng ta đưa vào. Và sau khi chúng ta đã có thông tin về kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra thì chúng ta sẽ tiến hành là lên sổ. Về nhập xuất tồn thì chúng ta đã nhập kho trước đó rồi nên chúng ta không cần tạo mã nữa, mà chúng ta bán hàng thì chúng chỉ nhập kho chúng ta mới tạo mã mà thôi, và mỗi một mã chúng ta tạo một lần duy nhất. Như vậy là hóa đơn số 147 thì chúng ta sẽ có căn cứ thông tin là 31 tháng 3 năm 2021, và dĩ nhiên hóa đơn, trên hóa đơn các bạn có bao nhiêu hàng thì các bạn phải tạo bấy nhiêu hàng. Thì ở đây chỉ có một hàng nên chúng ta chỉ tạo một hàng mà thôi. Và ở đây thì chúng ta cũng phải lập phiếu hạch toán, thì chúng ta sẽ copy cái thông tin mà chúng ta đã tạo trên cho các nghiệp vụ trên, và chúng ta chỉ cần xuống dưới mà thôi. Và cái nghiệp vụ hạch toán, phiếu hạch toán thì bằng cách là HT hạch toán nối với số hóa đơn mà chúng ta ra. Và ở đây thì chúng ta sẽ có thông tin là xuất hàng hóa thì chúng ta cũng phải tạo phiếu xuất, thì chúng ta cũng lên, chúng ta cũng copy thông tin xuống. Và do làm ở dạng trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ làm rất là nhanh. Thì đối với trường hợp này thì chúng ta là doanh thu chúng ta xuất chi tiết, nên trường hợp này chúng ta sẽ tìm cái mã vật tư đó là thép tấm và chúng ta xuất số lượng là 50.000 kg. Thì ở đây là chúng ta xuất 70.000 kg, tương đương với 70 tấn. Và nội dung hàng hóa thì chúng ta dùng vàm VLOOKUP để chúng ta là tìm kiếm cho nhanh. Hoặc là các bạn có thể tự gõ tay lại theo cái nội dung hàng hóa dịch vụ. Chúng ta tạo 131 đồng thời là về doanh thu bán hàng hóa thì là 5111. Và đối với bất kỳ một nghiệp vụ bán ra nào thì nghiệp vụ bán hàng sau doanh thu ghi nhận, sau đó chúng ta đến phần VAT tương ứng. Và doanh thu thì chúng ta sẽ căn cứ giá trị chúng ta bán hàng ở đây là 1 tỷ mốt thì chúng ta cũng sẽ copy 1 tỷ mốt tương ứng để chúng ta tạo phần doanh thu. Và sau đó đến phần mã khách hàng, hoặc chúng ta có thể sang bên này chúng ta làm cho nhanh, tại vì đây chỉ có một mặt hàng mà thôi nên chúng ta có thể là sang bên kia để copy thông tin và chúng ta lên nhanh hơn.
và phần VAT tương ứng. Và mã khách hàng thì chúng ta sẽ căn cứ trên sheet VAT này, chúng ta cũng thấy là chúng ta đang tạo mã khách hàng, mã công nợ là chính là bằng cái thông tin về mã số thuế luôn. Nên chúng ta sẽ tạo ở đây. Và như vậy là chúng ta đã có nghiệp vụ ghi nhận doanh thu, đồng thời chúng ta phải ghi nhận thuế VAT đầu ra phải nộp. Thì chúng ta copy thông tin trên thì chúng ta nhanh hơn bằng cách là nối một cái hàm đó là thuế chia tăng đầu ra phải nộp và nối với cột số hóa đơn. Như vậy là rất là nhanh cái nội dung diễn giải, chúng ta chỉ cần sau này cứ phát sinh thì chúng ta chỉ cần copy chúng ta dán xuống mà thôi. Và trên nền doanh thu này thì chúng ta ghi chi tiết rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ ghi nhận giá vốn và chúng ta cũng copy ở trên xuống và chúng ta đổi cái đây thành là GV, có nghĩa là giá vốn cho hóa đơn số 147. Và ở đây thì chúng ta sẽ phải tạo mã phiếu xuất kho và các bạn phải tạo mã phiếu xuất kho, và lúc này thì chúng ta sẽ ghi nhận là giá vốn. Các bạn có thể là ghi chữ GV sau cũng được hoặc là chúng ta sẽ không cần ghi cũng được. Và đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ ghi là giá vốn ta kiểm tra lại là thông tin này nó đã bị đổi thành là chúng ta ghi là giá vốn thép tấm 5 ly. Và lúc này chúng ta sẽ hạch toán là nợ 632 và có 156. Khác với cách ở trên này thì chúng ta sẽ ghi nhận giá vốn liền mạch luôn một lúc, sau đó phần doanh thu một cục. Còn ở đây chúng ta sẽ hạch toán làm theo dạng ngược lại. Đó là doanh thu thì sẽ ghi một cục là chi tiết ra, còn giá vốn chúng ta chỉ hạch toán một cục mà thôi. Và cái cột giá vốn thì chúng ta sẽ lấy ở cái mục đó là cột V. Chúng ta cái link công thức xuống. Như vậy là chúng ta đã xong về mặt giá vốn của cái phần hàng hóa. Tức là ở trên đây thì chúng ta là nợ 632 156 thì chúng ta sẽ có chi tiết liên quan từng cái mặt hàng chúng ta cần bán. Còn ở dưới đây thì chúng ta sẽ là hạch toán ở dạng là doanh thu thì chi tiết, còn giá vốn thì chúng ta chỉ tổng hợp một bút toán mà thôi. Kể cả bán nhiều hàng hóa thì chúng ta cũng chỉ sum cái phần giá vốn tương ứng. Thì đó là cách để chúng ta ghi nhận. Và sau khi bạn xuất kho xong thì ở đây chúng ta sẽ có cái phần là tồn kho 235. Và chúng ta kiểm tra lại tồn cuối kỳ 790 và tồn cuối kỳ trên sổ sách chúng ta cũng là 790. Như vậy là khớp với cái dữ liệu mà chúng ta cần làm. Thì đó là cách để chúng ta là lên sổ sách cho cái nghiệp vụ là bán hàng hóa dịch vụ. Và sau khi chúng ta đã có thực hành nghiệp vụ này rồi thì chúng ta đã lên xong cái nghiệp vụ bán hàng. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến ở cái phần bài tiếp theo là sẽ liên quan đến cái nghiệp vụ là hàng bán bị trả lại cho cái hóa đơn là về chúng ta bán thép như thế này và sau đó khách hàng có trả lại hàng cho chúng ta.